gì không? Gặp anh gửi thiệp mời đám cưới. Đám cưới? Ủa mà đám cưới ai vậy? Đám cưới Út chứ đám cưới của ai? Đám cưới Út. Ủa tự nhiên sao đám cưới Út mà anh buồn so vậy? Tại gì anh? Tại anh sao? Tương Út lâu rồi mà anh không dám nói. Để ai cũng bước theo chồng trong lòng anh thấy buồn. Chiều chiều ra đến bờ sông nhìn con nước rộng nước lớn. Liêu liêu bên bờ bên bồi còn ai ngồi áo đâu mà trông. Anh thương Tương Út lâu rồi mà có anh nào đêm lớn buồn giá tim.